không cần phải đi nhà sách, cũng chẳng cần đến hội sách. Mùa dịch bệnh COVID-19, những việc làm ấy càng không cần và không thể. Vậy nhưng, chỉ cần gõ tìm book365.vn trên Google, cả một thế giới sách sẽ trong tầm tay bạn. Đó là những điều đang diễn ra tại Hội sách trực tuyến quốc gia Hội sách Online 2020. Với chủ đề đọc sách nâng cao trí tuệ vượt qua nỗi lo dịch bệnh. Sự kiện diễn ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 tại sàn giao dịch số book365.vn. Lần đầu tiên tổ chức, Hội sách Online có 49 đơn vị tham gia, gồm 24 nhà xuất bản và 25 công ty phát hành sách lớn trên cả nước. Khoảng 10.000 đầu sách in và kho sách điện tử được phục vụ bạn đọc tại sự kiện này. Anh Nguyễn Giang Chuộng, một người đam mê sách và kinh doanh sách cũ tại Cần Thơ, mấy ngày nay vẫn dành thời gian đáng kể hàng ngày để tham gia hội sách online. Theo anh, đây là cách làm phù hợp với tình hình thực tế mùa dịch bệnh và cũng để giúp độc giả cả nước tiếp cận hơn với sự kiện văn hóa đọc mang tầm cỡ quốc gia này. Hiện tại đang dịch mà việc trực tiếp mua bán thì nó sẽ rất khó khăn. Nên việc mua bán trên mạng online thì nó sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được với sách hơn. Cũng như anh Chuộng, vốn là một phóng viên, song anh Đinh Hoài Thương lại có niềm đam mê đặc biệt với sách. Ở nhà, đi làm hay ở bất cứ nơi đâu đều có thể đi hội sách. Đó là điều khiến anh Thương rất tâm đắc. Hàng năm thì tổ chức trực tiếp ở ngoài Hà Nội á, thì những như tôi thì không tham gia được, những người các tỉnh khác cũng không có điều kiện tham gia. Năm nay nhờ tổ chức trực tuyến như vậy thì tôi có thể tham gia và mọi người khác, các tỉnh khác cũng có thể tham gia và tìm được những quyển sách mà họ thích. Hội sách trực tuyến năm nay thì các bạn có thể là giao lưu được với một số tác giả. Ví dụ như mình rất thích là nghiên cứu về Nam Bộ thì trên đây là có giao lưu với chỗ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều chương trình khuyến mãi. Ví dụ như là bạn có thể là được free ship khi các bạn đặt sách trên đây. Dù là lần đầu tiên tổ chức, nhưng Hội sách Online 2020 đã xây dựng được những nền tảng tiện ích phục vụ bạn đọc. Thu hút nhất là phần giao lưu trực tuyến với các tác giả, dịch giả, nhà quản lý, người nổi tiếng, vân vân. Điển hình như buổi giao lưu với nhà sử học Nguyễn Đình Tư do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Độc giả được dịp nghe nhà nghiên cứu 99 tuổi trải lòng về chủ đề vùng đất Nam Bộ qua các tác phẩm đã xuất bản của ông. Sách bán tại hội sách online được giảm giá 25% so với giá bìa. Bưu điện Việt Nam sẽ miễn phí 100% cước vận chuyển 20.000 đơn hàng đầu tiên đăng ký trên sàn book365.vn. Các đơn hàng tiếp theo được giảm 30% giá cước. Thực tế, việc mua sách online không còn xa lạ với nhiều người. Người mua sách chỉ cần ngồi tại nhà chọn sách, được giao hàng tận nhà mà giá luôn được khuyến mãi. Hiện đại công nghệ thông tin phát triển nên mỗi người đều có cái phương tiện thông minh để mà kết nối với Internet như là máy tính, điện thoại thông minh rồi này kia. Nên cái việc trao đổi, mua bán trên mạng nó diễn ra thường xuyên. Và việc mua bán sách thì nó tiện lợi hơn là mình có thể tìm kiếm được những cuốn sách hay mà mình tìm kiếm ở lâu mà không có. Ban tổ chức hy vọng có tối thiểu 10 triệu lượt truy cập hội sách online lần này. Qua đó, sự kiện được xem là một phép thử và bước đầu đã thành công, đáp ứng nhu cầu độc giả thời số hóa.